Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến tiểu game Ocean đó mà. Chúng ta cùng bị rơi máy bay nên chúng ta phải sinh tồn trên đại dương này. Lúc này mình có chơi trước rồi. Mình xây được có nhiêu đây à? Dạ, trời tối nữa rồi. Dụ chúng ta là cố gắng sinh tồn thôi. Cái chỗ sắp hết nước rồi. Lấy nước uống cái. Nè, ở đây là tạo nước, lấy nước. Tạo nước ra nè. Này là hứng nước mưa à. Chưa mở kho đồ uống nước, trời quá trời nước luôn ha. Học 4 chai cho nó ngon, ăn con cáo luôn. Rồi nói chung cái game này như mới đầu vô á, các bạn như là chú ý nè, như là hãy coi lóc ba cái ô này nè. Đó, mỗi lần lóc mỗi lần con quảng cáo á, để thôi như chỗ sống đây mà không lóc bao đó cực lắm, có lộn anh lóc á là mở khóa. Nói chung này cái gì cũng phải tạo, cho cái gì là cá đây là phải tự tạo mới có, chứ cá không tự vô có được. Đây không, mình được cái đầu mấy con cá rồi nè. Đây có nước chưa ta? Chưa, chưa có nước nữa. Nó mình nãy mình mới tạo ra được cái cây chọt, nó cây này chọt ghê lắm. Ở dưới con cá mập kìa nha, đó thấy chưa, cá mập đó lát nó cắn mình á, mình nhảy nước là cắn mình, hoặc là nó cắn chiếc bè của mình, nó cắn là con ô mà không sao đâu. Mình giờ nhiều rồi thôi, giờ lo việc của mình, giờ là móc vào cái này để xây bè tiếp. Mình cũng lên đảo luôn á, để mình móc một lát cái này cái xây thêm vài cái là lên đảo các bạn coi. Trời ơi, móc ra giờ móc tục không thôi bó tay rồi. Lên cái hòm của mình nè, nó hòm mình đựng như đây đồ đó. Chung mình cũng chẳng có chuyện gì làm chứ cả, trên đảo ngồi tự kỷ ở đây cũng có lý rồi. Không tới rồi, này cái gì đây à, tranh như đây. Trên đây có nhiều cái nó lạ lạ kìa, nó cái rương kìa, cái rương này có thời kỳ tới thời hạn là tự động nó có đó. Sao này móc cái thùng này nè, móc ba kia cái toàn khố không, móc cái thùng này được đồ ăn cá rồi sắt nè. Chùi cá mập, bắt cá mập cũng được. Thôi đi móc cây chút xíu đi. Ok, xong hồi móc bắt cái cây rổ này, giờ bắt đầu xây nhà nha. Ủa, nhà mình cứ vậy cái rồi nó bị đầy rồi. Giờ vô đây để vô kho bớt mới được. Thì có đinh nè, để qua đây để cục pin vô đây, cá thôi của mình để ta ăn nó, để bắt cái đồ không cần vô đây. Đây chắc mình phải tạo một cái nữa rồi. Đây chỗ cái búa này là xây dựng á, các bạn vô đây nè. Vô cái chỗ gọi là sự sống còn á, thảo này nói là ngực ra, cái này là cái tủ để đồ mà nó cái ngực vậy mới lạ. Hôm nay có xây được nè, nó để đồ vô nó sắp đầy rồi. Cái gì đây, ăn sẽ giúp bạn ngừng chảy máu. Ồ, nhưng nào bị cá mập cắn là chảy máu rồi. Ok, giờ xây nhà thôi. Mở này ra, xây này đi, phải xây cái cột chứ. Cái này không giống game Minecraft ở chỗ là phải xây cái cột nữa, nó mới chịu đứng vững. Đó nè, thế thôi là Minecraft thì muốn xây thì sao xây, còn này phải xây cái cây cột nữa. Xây cột ở đâu giờ trời? Cái này để cho cầu thang lên đi. Xây cái cột ở đây rồi
xây cồn đây đi. Đó. Bỏ nè. Xong cái xây phần bè này. Nếu các bạn không xây cột thì nó không có xây được cái này đâu. Mới đâu vậy? Tiêu rồi. Đây để xây lại. Ok, giờ để mình đi khám phá hòn đảo nha. Hôm trước mình đi khám phá hòn đảo này rồi. Không có gì hết chứ, không có gì đặc biệt á. Giờ đi khám phá hòn đảo này đi ra. Nó giờ bắt đầu đi rồi. Chung cái này như game này cái viền như cái tô màu đen á, giống như phim hoạt hình vậy. Ui, ôi con cua khổng lồ. Ây à, ây được cái chân cua nè. Mở cái này có gì ta, nó đỉnh lượm hết luôn, lượm này luôn mày xin. Ó là lượm người ta xong phải còn quảng cáo nữa thôi. Y ở đây cái này là cái gì đây ta, đâu có lấy được đâu. À, phải nhấp vô nó mới được hả? Phải có rìu, mình không có rìu. Rồi, anh đây có hòm thính giống PUBG nữa nè. Chẳng có gì. Ơi, hòm thính giống PUBG chứ. Nó cũng vậy à. Lấy cái chai nước đi. Đang chơi, trời, cá mập hư nữa nè. Cá mập hư, cá mập hư cắn mình nữa nè, giỡn mặt ạ. Ai để lên trên đây xây cái hành lang cái rồi đi với chuyện lọt nước lên kiểu cá mập nó cắn nó sắp mặt luôn. Đây à, mình còn ít gỗ nè, hy vọng là xây được. Rồi hết gỗ luôn rồi đó. Bỏ tay. Ôi. Ai chùi chút xíu nó té nước rồi. Môi mặc lên bộ đồ kìa. Giáp cây. Để ực miếng nước á, trời ơi. Cua ăn được không? Không. Ăn đỡ qua ăn cá đi. Đây kìa nó hút chẳng biết chỗ gì luôn. Rồi ok giờ làm đuốc thôi. À, cây của mình sắp hư rồi đó, đủ đồ làm đuốc rồi, vừa đủ luôn á rồi nó. Để đây đi, để ở đây nó sáng trưng ngay. Xuống ra xuống được vậy, hay xuống được rồi. Cái này đi chậm quá, tôi móc super kill luôn, móc lần hai cái luôn. Đó rồi cá thu mình sao rồi, rồi ăn cá thu luôn đi, ăn cá cơm mà ngán lắm. Lấy nước, trời ơi, sắp khát nước, mình đang khát nước cực độ luôn rồi. Mới đi tết đi luôn mà khát nước ghê vậy. Lấy miếng đồ ăn coi, đây có thịt cua nè. À, đây ức thịt cua ra chứ, lâu ăn thịt cua cho ngon. Cá thu, trời ơi, cá thu tốn đồ ăn lắm, thôi. Gỗ đã không có rồi, nó chơi vớt ta 7 cây luôn hay 3 cây gì đó. Cá thương tốn quan cực kỳ luôn. Thôi ăn cá cơm sống đi. Bộ chiếu sướng sao vậy? Còn nãy giờ mấy cái trời, trời như bão tới rồi, trời mưa nữa rồi. Còn lại không đủ đồ, trời sắp xét kìa. Sắp xét hay ảo chút xíu.
như trời mưa nước nhiều lắm. Này cái máy hút nước mưa mà để tạo ra. Trời mưa xong trời đã sáng, không hiểu nổi. Sáng nhanh quá vậy. Ok, các bạn vừa chơi xong từ game Ocean đó mệt. Nếu các bạn thấy hay thì hãy tải game này vào máy để chơi. Và các bạn nếu thấy video hữu ích thì các bạn hãy like và share nhé. Và cho mình cái subscribe nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.